Khổ lắm các bạn. Tôi biết thử thách tôi là gì. Bơi qua sông là tôi chết chắc luôn. Bởi vì tôi không bơi. Chạy bộ tôi chạy được. Chạy xe cắt chạy được. Xe ra, xe ba gác, xe hơi sẽ chạy được. Mà có chịu bơi là cắt chắc. Cho nên giờ thôi, nếu mà cái thử thách này mình không vượt qua, mình đâu hết tiền thì mình bỏ tiền tôi ở đây. Thường mà đi quay ở đâu á? Quay Cần Thơ đi, hay là quay An Giang thì cá phải xuống sớm một ngày. Thứ nhất là mình đi cho nó khỏe, đi ăn, đến thăm bạn bè này kia nọ. Sáng sáng mình đi xuống mấy thấp, nhưng mà hôm nay quay sáng 3-4 giờ mình đi á, mình cá mất tiền lúc nào quay trường các khoảng thời gian. Cái này là khoảng mấy chục, 20 năm nay là cá đã như vậy. Tốt tốn á, tại vì là ổng làm xong viên rồi, ổng quay xong viên rồi. Thôi nói chung thôi, okay. Thử lái xe đi các bạn. Ổng thường không có đi quay là cát quay đâu, là ổng chở đi. Là đi đâu là thôi, cát không đi theo nữa, ổng